Sau khi bổ sung lực lượng dự bị, quân đội Nga tiếp tục thắt chặt vòng vây xung quanh thị trấn Avdiivka trong những ngày gần đây, đe dọa xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Ukraine trong khu vực. Anton Kosukhon, người phát ngôn của Lữ đoàn Cơ giới số 110 cho biết, các lực lượng Nga đã tập trung ở ba phía của thị trấn. Nga đang củng cố lực lượng. Họ đã đưa khoảng 40.000 người đến đây cùng rất nhiều loại đạn dược. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Nga từ bỏ kế hoạch bao vây Avdiivka. Theo Kosukhon, Nga đang chơi trò mèo vờn chuột, điều động một số lượng lớn máy bay không người lái song song với việc triển khai các đơn vị pháo binh để có hình ảnh rõ ràng hơn về hệ thống phòng thủ của Ukraine ở thị trấn. Trong khi đó, tướng Oleksandr Tanasky, chỉ huy lực lượng Ukraine ở phía nam, nói rằng quân đội Ukraine xung quanh Avdiivka đang nỗ lực giữ vững vị trí phòng thủ. Nga đã cố gắng tích lũy một số lượng lớn nguồn lực trong những tuần gần đây, rút lui khỏi các vị trí khác trên mặt trận và cố gắng bao vây từ sườn phía Bắc và phía Nam. Động thái mới nhất này cho thấy Nga nhiều khả năng muốn cắt đứt nguồn tiếp tế của Ukraine, giới phân tích lưu ý. Chuyên gia quân sự Oleksiy Hetman của Ukraine nói rằng Nga không lên kế hoạch tấn công trực diện, mà thay vào đó bao vây Avdiivka để Ukraine không thể cung cấp mọi thứ cần thiết cho các lực lượng trong thành phố. Ở đó có các trạm tác chiến và chúng tôi cần phải cung cấp nước, thực phẩm liên tục cũng như sơ tán những người bị thương và cung cấp mọi thứ cần thiết để hỗ trợ quân đội thực hiện các hoạt động chiến đấu. Nga đang cố gắng cắt giảm nguồn cung và kiểm soát các tuyến đường này bằng hỏa lực. Ông Oleksiy Hetman nói. Đồng thời nhấn mạnh, bằng cách này, Nga đang cố gắng hạ gục lực lượng phòng vệ của Ukraine ở bên trong và xung quanh thị trấn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ABC Ukraine, nhiều nhà phân tích cho rằng tình hình ở Avdiivka thực sự rất khó khăn đối với Ukraine. Nga đã tập trung hàng chục nghìn binh sĩ tiến về khu vực này. Nga đang gây sức ép từ Vasile Krasnohorivka ở phía Bắc và từ Vodianya ở phía Nam. Nhà phân tích Vladislav Selenov lưu ý, Nga đã giành quyền kiểm soát tuyến đường cao tốc chạy qua Avdiivka. Khoảng cách giữa các gọng kìm của Nga giờ chỉ còn cách nhau 7 km. Nếu Nga thành công trong việc chiếm khu vực Olivka ở phía Bắc và các làng Tonenke và Sevene ở phía Nam, tình thế của quân đội Ukraine sẽ vô cùng nguy cấp. Mọi cơ hội đều phụ thuộc vào các nguồn lực của quân đội Ukraine. Nếu họ có đủ đạn pháo thì họ có khả năng phá tan gọng kìm của Nga. Trong trường hợp ngược lại, tình hình sẽ rất gay cấn. Khi đó, các lực lượng Ukraine buộc phải phòng thủ cơ động, trong đó việc rút lui về phía tây Avdiivka. Ông Selenov nhận định. Giới phân tích cho rằng, Nga dường như đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để giành quyền kiểm soát Avdiivka. Nhiều người đã suy đoán về các mục tiêu của Nga khi đổ mọi nguồn lực cho trận chiến tại đây. Về mặt quân sự, Avdiivka được coi là một cái gai trong hàng phòng ngự của Nga. Thị trấn này nằm sâu trong vùng lãnh thổ Nga kiểm soát khoảng 10 km, tạo ra tình huống bấp bênh đối với Nga. Vì thế, việc giành quyền kiểm soát Avdiivka đối với Nga giống như nhổ được cái gai trong mắt, đồng thời giảm bớt áp lực với các đơn vị đang đồn trú tại Donetsk. Tiếp đến, việc chiếm được Avdiivka có thể giúp Nga giữ vững bán đảo Crimea. Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhỏ ở phía nam, và điều này có thể đe dọa Crimea hoặc ít nhất là đưa Crimea vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa mà Ukraine đang sở hữu. Do đó, Nga nhiều khả năng muốn gây sức ép buộc lực lượng Ukraine phải tiến về phía Bắc để bảo vệ Avdiivka.
Chuyên gia quân sự Oleksiy Hetman cho rằng tình thế đối với Ukraine hiện giờ rất nguy hiểm. Mối đe dọa bao vây Avdiivka vẫn tồn tại, nhưng lực lượng trinh sát trên không và cơ quan tình báo quân sự của Ukraine vẫn đang hoạt động để nắm bắt đơn vị nào của Nga đang tập trung chống lại chúng tôi ở đó. Nếu Nga có đủ sức mạnh và nguồn lực để bao vây, chúng tôi sẽ tăng cường nguồn lực dự trữ hoặc sẽ rút lui để không binh sĩ nào bị bỏ lại giữa vòng vây. Avdiivka đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine. Nơi đây từng bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát một thời gian ngắn vào năm 2014. Nhưng quân đội Ukraine đã nhanh chóng giành lại và xây dựng các công sự kiên cố. Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công thị trấn này vào tháng 10 năm nay, chủ yếu bằng bộ binh. Đánh giá về các cuộc giao tranh tại Avdiivka, đại tá An Kivishen cho rằng lực lượng Nga có thể đang cố gắng chiếm lấy thị trấn này vào cuối năm nay. Theo ông Kivishen, cuộc chiến giành Avdiivka là cuộc chiến khó khăn đối với cả Nga và Ukraine. Nga có thể phát động đợt tấn công lần 3 vào thị trấn này ngay khi thời tiết cải thiện. Dù chịu tổn thất, nhưng các lực lượng Nga có khả năng sẽ tiếp tục tấn công với cường độ như hiện tại trong những tuần tới. Một số blogger quân sự cho biết Nga đã đạt được một số tiến bộ ở phía nam Avdiivka, gần làng Severne. Còn ở phía bắc, giao tranh đã diễn ra gần nhà máy than cốc Avdiivka. Cây bút Ilya Abisev của BBC cho rằng, đối với Nga, cuộc tấn công vào Avdiivka là cần thiết để Điện Kremlin có thể chứng tỏ một số thành công trên mặt trận trong bối cảnh Nga chủ yếu giữ thế phòng thủ trong suốt thời gian qua. Nếu Ukraine để mất Avdiivka thì đây sẽ là một cú giáng nặng nề đối với họ vì Kiev đã đầu tư rất nhiều nguồn lực xây dựng tuyến phòng thủ suốt 8 năm qua, đồng thời dựa vào thị trấn này để lên kế hoạch hành động và thu hút các lực lượng Nga. Chưa kể, Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức lớn khi muốn giành lại thị trấn từ tay Nga.